Xin chào quý vị và các bạn ạ. Hôm nay siêu thị Menoco sẽ giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm tiện ích để tập thể dục ở nhà. Đó là sản phẩm dụng cụ hít đất đa năng. Sản phẩm dụng cụ hít đất đa năng này thì gồm có hai cái tay cầm như thế này ạ và một cái bảng hướng dẫn ạ. Với dụng cụ hít đất đa năng này thì chất liệu của nó đó là nhựa APS cao cấp. Với nhựa APS này thì rất là bền chắc, trong quá trình tập luyện không lo bị gãy vỡ ạ. Liệu APS rất là bền chắc. Siêu thị Menoco thì chuyên phân phối cái sản phẩm dụng cụ hít đất đa năng này là sản phẩm chính hãng, chất liệu tốt, bền chắc. Mọi người hãy yên tâm để đặt hàng bên siêu thị Menoco trên website menoco.vn hoặc là gọi điện thoại đến số hotline 0328 955 866 ạ. Em xin cảm ơn ạ.